Rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu chương trình sẽ là một số tin tức về cộng đồng ASEAN thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, diễn đàn ASEAN-Nhật Bản đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến do Việt Nam đồng chủ trì với Nhật Bản trong nhiệm kỳ điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản 2018-2021. Nhật Bản đánh giá cao ASEAN đã tích cực chủ động ứng phó với đại dịch COVID-19 và hợp tác vượt qua thách thức, nỗ lực phục hồi, cam kết hỗ trợ sáng kiến thành lập trung tâm ASEAN về ứng phó dịch bệnh và các tình huống y tế công cộng khẩn cấp. Các nước ASEAN ghi nhận tiến độ triển khai kế hoạch sửa đổi tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản với 95% các dòng hành động. Về vấn đề khu vực và quốc tế, Nhật Bản ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN gắn kết trong củng cố cấu trúc khu vực mở, minh bạch và dựa trên luật lệ. ASEAN hoan nghênh Nhật Bản đã ủng hộ tài liệu quan điểm của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. ASEAN và Nhật Bản tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác dựa trên sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tuân thủ các nguyên tắc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 nhằm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Hiệp hội Nhà báo Argentina phối hợp với Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Buenos Aires vừa tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề Thương mại với Đông Nam Á, thúc đẩy nguồn lao động ở khu vực. Hiện nay, gần 90% các sản phẩm xuất khẩu của Argentina sang thị trường ASEAN là từ nông nghiệp. Và vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu trong trung hạn là cần phải tạo ra các giá trị gia tăng cho những sản phẩm này, đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực khác trong các thỏa thuận thương mại như công nghiệp da thuộc, dược phẩm, nhựa. Tại đây, đại diện Đại sứ quán Việt Nam cũng nêu bật những thành tựu mà ASEAN đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đặc biệt là những chỉ số tăng trưởng kinh tế bền vững trong nhiều năm qua, cũng như mối quan hệ đa dạng của khối với các đối tác quốc tế. Diễn đàn khởi nghiệp ASEAN là sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với dự án Digital Star được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN BAC và các đối tác tổ chức mới đây tại Hà Nội với chủ đề Cơ hội mới trong thời đại chuyển đổi số. Diễn đàn khởi nghiệp ASEAN 2020 tập trung thảo luận về chính sách và cơ chế thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp giữa các nước ASEAN, định hướng đưa ASEAN trở thành trung tâm phát triển khởi nghiệp sáng tạo và bền vững, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp về chuyển đổi số cùng chia sẻ về vai trò của các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ đối với sự phát triển của kinh tế số trong ASEAN với mục tiêu phát triển bao trùm để không ai bị bỏ lại phía sau. Cũng trong diễn đàn khởi nghiệp ASEAN lần này, top 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số đã được vinh danh, tạo nên cơ hội để các doanh nghiệp đem đến với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực các giải pháp của mình và ứng dụng để giúp doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số, tạo lợi thế cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững. Vừa qua, nhóm công tác liên ngành Hội đồng Điều phối ASEAN về các tình huống y tế cộng đồng khẩn cấp đã được tổ chức họp theo hình thức trực tuyến. Nhóm công tác nhất trí thông qua tài liệu khái niệm của Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 và tài liệu khái niệm về kho dự trữ vật tư y tế khu vực, nhất trí tập trung thành lập kho dự trữ vật tư khu vực của ASEAN và tiếp tục trao đổi về khả năng mở rộng kho dự trữ này sang cơ chế ASEAN cộng 3. Với đề xuất thành lập trung tâm ASEAN đáp ứng với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp, bệnh truyền nhiễm mới nổi, lãnh đạo các nước ASEAN đề nghị tiếp tục trao đổi kênh quan chức y tế ASEAN. ASEAN cũng thống nhất ra tuyên bố của lãnh đạo ASEAN về thành lập hành lang đi lại ASEAN tại cấp cao sắp tới. Vừa qua tại Ninh Thuận đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời 450 MW, trạm biến áp và đường dây 220 kV, 500 kV với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, đây sẽ là dự án nhà máy điện mặt trời lớn nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam xây dựng trên diện tích 557 ha, trong đó nhà máy điện mặt trời công suất 450 MW sử dụng 1.370.880 tấm pin năng lượng, hệ thống đường dây truyền tải 500 kV, 200 kV dài hơn 17 km, kéo dài từ xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án. Chính phủ Singapore và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc ngày 15 tháng 10 vừa qua đã đồng ý về nguyên tắc để thiết lập hành lang du lịch an toàn đường hàng không đầu tiên ở khu vực châu Á, cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đi lại giữa hai nơi mà không cần phải cách ly.
Theo đó, hai bên sẽ cho phép công dân di chuyển tự do đến lãnh thổ của nhau khi họ có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Khi nhập cảnh, công dân hai phía không cần phải cách ly. Thông báo này được đánh giá là tin tức tốt đẹp hiếm hoi đối với ngành công nghiệp du lịch hiện nay trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong quá trình này, Singapore và Hồng Kông là một trong những đối tác đầu tiên có thể ký kết thành công thỏa thuận này. Theo đó, đáp ứng các điều kiện nhất định về cơ bản là thử nghiệm COVID-19 được cả hai công nhận, rằng chuyến bay đảm bảo không có hành khách quá cảnh nào ở đây, cũng như áp đặt những điều kiện này để cho phép khách du lịch đến hoặc đi giữa hai bên. Quy định cho biết ngoài có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trước khi lên máy bay, những hành khách này còn phải được chở bằng máy bay chuyên dụng và không có hành khách quá cảnh nào được phép lên các chuyến bay nằm trong bong bóng du lịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mới đây tại Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar đã ra mắt cơ sở cách ly những người dương tính với SARS-CoV-2, được gọi là Trung tâm COVID Hạnh Phúc. Trung tâm được trang trí khá đẹp với những hình ảnh cổ động nhiều màu sắc và hoa lá. Ở đây còn có phòng tập thể dục và thư viện giúp những người đang phải cách ly rèn luyện thân thể và tinh thần được thoải mái. Những người sáng lập trung tâm cho biết các tình nguyện viên cảm thấy rất vui với công việc ở đây và mong muốn những người mắc COVID-19 cảm thấy thoải mái và không có cảm giác căng thẳng như ở bệnh viện. Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng đảo quốc Singapore chập trùng những rừng cao ốc hiện đại có một ngôi làng truyền thống rất vắng lặng và yên bình. Trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến cho ngành du lịch chững lại, ngôi làng này bỗng trở thành điểm thu hút khách du lịch nội địa. Ngôi làng Kampong Lorong Buangkok hiện là ngôi làng truyền thống duy nhất còn sót lại ở Singapore. Đó là một ngôi làng xanh tươi với vườn tược, những đoạn đường đất và 26 ngôi nhà gỗ một tầng Kampong từng nằm san sát khắp nơi trên đảo quốc, nhưng giờ chỉ còn thấy ở ốc đảo lọt thỏm giữa những tòa cao ốc chọc trời. Kể từ khi dịch COVID-19 xảy đến, khiến người Singapore phải bó chân trong nhà, không thể ra ngoài du lịch, ngôi làng đột nhiên trở nên hút khách. Nhiều người đến với làng để tìm lại cảm giác thoáng đãng giữa thiên nhiên và đặc biệt để được sống lại trong những khung cảnh của thời xưa cũ. Họ không ngại bỏ ra từ 200 đến 250 đô la Singapore, tương đương 146,61 đến 183,26 đô la Mỹ để mua tour tham quan làng dành cho nhóm du lịch từ 3 đến 5 người. Vì con tôi chưa từng được tới những ngôi nhà Kampong ở Singapore, nên tôi nghĩ sẽ thật hay khi cho thằng bé biết rằng Singapore cũng có nhà Kampong, chứ không phải chỉ có ở nước ngoài như Malaysia, Thái Lan hay Philippines. Ngay tại Singapore này, chúng tôi vẫn có nhà truyền thống, nên tốt hơn là hãy đến đây xem và trải nghiệm trước khi không còn nữa. Tour du lịch dành cho nhóm du khách chỉ là một trong những sáng kiến của công ty Let's Go Tour Singapore đang tung ra nhằm thu hút khách du lịch nội địa dịp này. Công ty cho rằng có rất nhiều thứ để khám phá ngay trên chính quốc đảo chỉ rộng có 724,2 km². Theo hướng dẫn viên Kian Tayap, các tour tham quan làng vào sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật hàng tuần đã gần như được đặt kín kể từ khi họ giới thiệu tour vào tháng 9. Chúng tôi tìm cách tự làm mới mình, nghĩ ra những gói sản phẩm nội địa. Nhờ đó mà ngày càng có nhiều khách đến với chúng tôi. Vì họ không đi được đâu cả, nên họ phải tìm cách du lịch ở ngay trong Singapore. Và đó là lý do chúng tôi tìm cách nắm lấy họ, nói với họ rằng ở Singapore, thật ra có nhiều nơi hơn bạn biết đấy, và có nhiều câu chuyện, nhiều nét văn hóa lồng ghép trong đó. Đến với nơi này, du khách sẽ có cơ hội bước đi giữa khung cảnh sinh hoạt truyền thống, học cách là quần áo bằng bàn là nung trên bếp than. Hành trình của tour không cố định mà có thể thay đổi linh hoạt theo các tình huống gặp trên đường. Gói tour của Let's Go Tour không phải là tour đầu tiên đưa khách tới tham quan ngôi làng, vì nhiều năm qua, cả cư dân địa phương lẫn khách du lịch đã biết tới nơi này. Một số người dân ban đầu cũng ngại, nhưng giờ thì họ đã quen với những vị khách từ nơi khác đến. Ban đầu chúng tôi cũng cảm thấy rất khó chịu vì du khách đến phải nhìn ngó chúng tôi như thể chúng tôi là một thứ sắp đặt trong chuyến tham quan vậy. Nhưng rồi chúng tôi đã tiếp nhận sáng kiến đó, chủ động bước ra và nói chuyện với họ. Nhìn này, chúng tôi là thế đấy. Đây là nơi chúng tôi ở, cũng như nơi các bạn ở vậy. Trong bối cảnh nhiều điểm đến quốc tế chưa mở cửa trở lại, Singapore đã có nhiều sáng kiến để thúc đẩy du lịch trong nước. Ngoài sáng kiến của các công ty, chính phủ Singapore đang phát voucher du lịch trị giá 100 đô la Singapore cho mỗi người dân đi du lịch địa phương trong ngày.
Cơ quan du lịch quốc gia cũng đã phát động chiến dịch du lịch nội địa trị giá 45 triệu đô la Singapore để thúc đẩy du lịch. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.